xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Sport Channel ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại cái channel của mình bằng một sản phẩm mới nhất từ Pokemon Center luôn, đó chính là cái hộp này đây. Thì cái hộp này đang có bán rất là rộng rãi ở Barnes & Noble cũng như là Target nha. Thì các bạn nào ở Mỹ thì có thể tìm mua cái hộp này ở những cái địa điểm đó. Thì hộp này thì có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong ngày hôm nay nha. Let's go. Bây giờ thì cùng tìm hiểu sơ sơ qua cái hộp này thì nhìn nó rất là cool luôn mọi người. Đây giống như là một cái mấy mọi người biết mà đi mua đi chợ mà mấy cái hộp bằng giấy á, đựng đồ ăn á, nó có cái thanh này ở đây là nhìn nó rất là giống những cái hộp như vậy. Thì trong một hộp này chúng ta sẽ gồm có ba cái lá promo, ba cái em starter ở đây của Sun and Moon, của Arceus, cái set game Arceus vừa rồi mọi người mình nói lộn nha. Chúng ta sẽ có 7 booster box ở đây, có thể thấy rõ ràng là 2 Brilliant Star, Fusion Strike, Evolving Sky và 3 cái pack của Battle Style. Và ở đây chúng ta có những cái gift giống như là những cái sao ta sticker ở đây nữa. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau mở cái hộp này thôi. Thì mình sẽ mở cái hộp này. Bây giờ thì mình sẽ gỡ cái này ra. Đồng thời đây là cái hộp này, nó chắc là sẽ mở theo kiểu này ha. Mọi người hãy dùng xách tay kiểu này nè mọi người đó. Đó, giờ để vào. Mở lên ở đây. What? Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Nhìn nào, wow. Một cái coin Arceus lung linh tim tuyến. Đẹp quá. Đây, quá đỉnh luôn. Đồng thời chúng ta sẽ có một cái folder giống như vậy nè. Sẽ có ba là em trainer Osha Watt. Tiếp theo chúng ta có đây là Rowlet. Wow, ngầu quá. Rất cái background cũng khá là đẹp nha mọi người. Đây cái lá promo hả? SWSH220 đúng rồi. Ba lá này là ba lá promo hết. Cái background của cái em này nhìn rất là nhớ cái em EV á. Cái em hệ nước á mọi người, Vaporeon mà Oceanic cũng có một cái dòng nước giống như vậy. Đây em Cyndaquil rất là dễ thương luôn. Đây để cho mọi người coi nha, mình sẽ để ở đây. Ở đây đi. Đó. Mở cái này ra làm rất là đẹp. Chúng ta sẽ có Vivid Voltage. Ủa. Mọi người ơi, ở ngoài họ để là mình sẽ có được 3 pack của Battle Style. Đâu rồi? Đây, họ để là 3 cái Battle Style rõ ràng. Nhưng mà thay vì có Battle Style thì chúng ta có 3 cái pack của Vivid Voltage. In là rất là brand new luôn nha. Thấy không? Ravi rất là brand new luôn. Một pack của Evolving Sky, một pack của Fusion Strike và hai pack của Brilliant Star. Cũng ok, không quá tệ. Mình sẽ làm rách cái hộp rồi. Ở đây thì mình gỡ ra tiếp. Thì chúng ta sẽ có nice. Ở đây chúng ta có hai cái sticker của mấy cái em trainer Glacius nữa. Đồng thời mình có một cuốn sổ nhỏ luôn. Một cuốn sổ viết tay cũng khá là dễ thương, rất là đẹp nha mọi người. Design cũng rất là ok. Bây giờ thì mình sẽ bỏ những cái món quà lưu niệm này lại vào bên trong cái hộp này, cũng như là những cái lá promo ở đây. Thì mình sẽ bỏ nó vào lại trong cái hộp này. Và trước khi bước vào cái tập hợp ngày hôm nay thì chúng ta có một cái code dành tặng tất cả mọi người. Đây là Collector Chest, không phải may mắn là nó sẽ có được. Và những cái pack ở đây thì mình sẽ shuffle nó lên bất kỳ đi ha. Rồi, mình sẽ mở cái đầu tiên. Một pack của Brilliant Star luôn. Ok, để coi chúng ta có may mắn gì trong ngày hôm nay với cái set này không. 1, 2, 3, 4. Mình đoán là Energy hệ điện. Ok. Mình có Acerola Port Helmet Extricator, Didini Kupchu Shing Farfetch Execute Boss Order và Lapras. Không có gì đặc biệt nha mọi người. Đây code tặng mọi người luôn.
mở một pack của Vivid Voltage với cơ hội mở ra cái em Rainbow Pikachu 7 màu. Let's go. Để khốt một bên. Đấy là Energy hệ lửa. Ok, mình có Fighting Energy, Lick Staff, Crocodile, Aromatic Energy, Wormer, Cottony, Electrike, Execute, mình có Jump Break và Executor. Một lá rare. Mở một pack nữa của Vivid luôn nha. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4. Điện. Fire Energy. Gavatula. Golgot. Metang. Fubas. Tello. Charmander. Whooper. Duskull. And Crusher. Ok. Chưa có gì đột phá hết. Ok. Code cho mọi người. Mình sẽ mở một pack. Evolving Sky. Mình khá thích Evolving Sky. Mở luôn. Đấy. 1, 2, 3, 4. Mình đáng là Energy hệ hệ bóng đen. Ok, mình có Metal Energy. Mình có Nuzleaf, Golduck, Rubber Glove, Marif, Drowsy, Scraggy, Feepass, Kavanha và Tivu. Xui quá. Code cho mọi người luôn. Mình mở một pack nữa của Vivid luôn đi nha. Đây, code một bên. 1, 2, 3, 4. Energy hệ Metal. Ok. Tâm linh nha. Hitmontop, Supat, Devolf, Wooper, Nikenda, Whismur, Triple, Double Triple luôn. Tau Cannon, Non Holographic. Đây là cái code. Mở tiếp một pack của Fusion Strike. Một, hai, ba, bốn. Đáng là Energy hệ lá cây. Ok, hệ lửa. Mình có Shepardo, Heliolisk, Dunsparce, Sandshrew, Kiffin, Impidim, Snum, Onix, Mantine, Vikavol. Không sao hết. Để cái khố ở đây nha, một hồi cho mọi người luôn. Mở cái này trước đi. Và một pack cuối cùng trong cái hộp này của Brilliant Star. Hai ba khỏi phải đáng. Mình có Magma, Basin, Prodon, Ultra Ball, Kling, Didini, Kupchu, Duskull, Farfetch, Hexerus và Grimmsnarl. Ok, đây hai cái code dành tặng mọi người là hai cái code xui xẻo luôn. Đây. Và mình sẽ bonus mọi người thêm một phần nữa, đó chính là mình sẽ đọc cái hộp Build and Battle của Evolving Sky nhỏ nhỏ xinh xinh này của ngày hôm nay, để coi coi chúng ta có bù lỗ lại được gì trong cái box là mình vừa mới mở hay không. Chúng ta sẽ cùng mở nha, let's go. Và mọi người biết không, cái box này là cái box mà cuối cùng mình để dành trong cái tập hợp siêu may mắn khi mà mình mở lần đầu tiên mình mở Evolving Sky luôn. Có nghĩa là mình mở tất cả là ba cái hộp này, mình mở được hai lá alternate art trong cùng một hộp. Và đây là cái hộp mình để dành còn lại cho tới bây giờ. Thì hôm nay quyết định là lôi nó ra mở luôn. Để coi coi chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải coi coi là cái lá này sẽ là lá gì nha. Let's go 2, 3. Spider. Sorry mọi người, mình cầm lộn. Let's go 2, 3. Một em Galarian Zapdos. Evolving Sky. Có dấu hiệu của Evolving Sky right here. Cool quá. Ok, mình sẽ qua một bên. Ở đây chúng ta sẽ có 4 pack nha. Đây, một cái miếng hướng dẫn chơi sẽ lại trong cái hộp này.
Ok mọi người, mình sẽ bắt đầu mở. Ở đây mình sẽ có một Railway Wazo Umbreon và hai CVon. Mình sẽ mở một CVon trước. Một, hai, ba, bốn. Mình đang là Energy hệ bóng đêm. Ok, mình có Fighting Energy, Shelgon, Spoopath, Lumry, Slakoff, Gossiflu, Love Dish, Fletching, Chincho, Washi Washi. Oh, mình có một em Noivern V. Not bad. Đúng là những cái build mình ba đồ đời đầu ha, mọi người rất là may mắn luôn. Mà thấy đầu tiên là đã hên rồi. Đây, mình có cái code dành tặng mọi người. Tiếp theo mình mở một pack của Umbreon đi. Hôm nay thì cái giọng mình nó hơi bị khàn á, là tại vì mình bị allergy á mọi người. Bây giờ ở Texas nó bắt đầu nó vô mùa spring rồi, thành ra là allergy nó cũng là ảnh hưởng rất là nhiều tới tới sức khỏe của mọi người. Vì mình đáng là energy hệ lửa. Not bad mọi người. Tentacruel, Pobitoff, Shopping Center, Lillipuff, Bagon, Litleo, Lotad, Teddy Usher, Slapeye, Jumpluff, Holographic. Wow. Không phải là hit bự, nhưng mà mở hai pack đều là hit cho mọi người. Wow, well, well. Ok, mình mở pack tiếp theo luôn. Rayquaza. Một, hai, ba, bốn. Đáng là energy hệ lá cây. Hệ điện nha. Avaluk, Snowleaf Pack, Gordy, Cavanhar, Gossiflu, Fletching, Scraggy, Hippopotas, Gigalith và Smuggle. Ok, cái lá này cũng đẹp nè. Và code tặng mọi người nha. Và pack cuối cùng trong ngày hôm nay của Sylveon. 1, 2, 3, 4. Đáng là energy hệ metal. Ok, lửa nữa. Elemental Pack, Shelgon, Swoopath, Sapeye, Teddy Usher, Marik, Zaru, Tentacool, Legender. Và chúng ta có hit cuối cùng, Metallic Non-Holographic. Ok, và đây là cái code dành tặng mọi người nha. Ok mọi người, thì ngày hôm nay có vẻ như là mình không được may mắn lắm, nhưng mà mình cũng đã review được một cái sản phẩm, một cái mon hoàn toàn mới cho tất cả mọi người luôn. Và nếu mọi người thích cái tập tập hợp thì của mình thì đừng quên để lại một like và subscribe cái channel của mình, để mình có động lực làm thêm nhiều video nữa cho tất cả mọi người trong tương lai nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.